Xin chào các bạn, tôi là Quốc Anh, Vũ Đặng Quốc Anh, là đại sứ thương hiệu K tại Việt Nam, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cùng các đại sứ thương hiệu K trên toàn thế giới thực hiện phong trào ở nhà phòng chống Covid-19. Vì bản thân tôi, vì gia đình tôi và vì cộng đồng. Xin chúc các bạn sức khỏe và thành công.